Hello cả nhà, em lên hai con Citizen Q and Q dòng radio control ha, Solamed. Hai con đều là dùng pin năng lượng nha cả nhà, được sản xuất tại Nhật nha, hàng rất là đẹp luôn, mặt kính rất là đẹp ha, lịch ngày gốc 3 giờ, kim cọc và đều có dạ quang nha cả nhà, dây thép và đều có đờ mi ha, rất là đẹp luôn, dây dạng rút rất là dễ xài luôn nha. Đồng size là 38,6 nha, 39 đó nha cả nhà, hàng rất là đẹp nha. Hai con này em để cả nhà giá mà ăn Tết luôn nha, 450 một con thôi, đem về lên tay thôi nha cả nhà, hàng rất là đẹp. Rất là đẹp nha, mời cả nhà mình nha.